Đó cũng không phải Mạc Lam hy vọng thấy đấy. Đường Phổ Lân nhìn về phía của Mạc Lam, nghiêm túc nói: "Tỷ, vậy thì ngươi cho rằng chúng ta hẳn là đi báo thù chứ?" Mạc Lam ngẩn người, nàng không nghĩ tới Đường Phổ Lân sẽ đến hỏi mình cái này. Vấn đề này, nàng cũng không biết trả lời như thế nào. Đường Phổ Lân cười nhạt một tiếng rồi nói: "Tí, chuyện này người cũng không liên quan tâm. Có một số việc tổng phải xử lý đấy. Xử lý các học viện cùng với đường môn ẩn nhẫn thời gian rất lâu như vậy, chỉ là bởi vì quân tử báo thù 10 năm không muộn. Huyết hải tâm cứu làm sao có thể không báo? Kinh thiên đấu là Vân Minh, ngân nguyệt đấu là Thái Nguyệt Nhi, xích long đấu là Trần Thế, xí long đấu là Cờ Vô Vũ. Cái này nguyên một đám tên quen thuộc, không biết tại Đường Vũ Lân ở trong lòng thoáng hiện ra bao nhiêu lần. Đã từng, bọn họ đều là xử lý các học viện trụ cột, nhưng mà tại như vậy một trận tai họa bên trong, bọn hắn vì thủ hộ tất cả học viên, bỏ ra chính mình hy sinh. Xử lý các học viện từng vị sư trưởng, dùng bọn hắn sinh mệnh làm đại giới, đổi lấy xử lý các học viện thế hệ trẻ cơ hội sống còn, đổi lấy xử lý các học viện một lần nữa quật khởi khả năng. Không báo thù sao, bất luận cái gì một gã xử lý các học viện lão sư có thể đồng ý không? Đường môn đồng dạng có từng cái quen thuộc tên, từng đó là các vị đường chủ, đấu hồn đường các vị huynh đệ. Tại cái kia một trận đại tai nạn bên trong chết thảm, liền đường môn tổng bộ đều hoàn toàn bị hủy. Mà hết thời đây, đều là làm sao tới đây? Thánh linh giáo chỉ là một cái thánh linh giáo liền dám động tới cái hai độ tổ chức động thủ sao? Chỉ là một cái thánh linh giáo là có thể bắt được hai quả thập nhị cấp định cho hồn bạo đạn pháo sao? Đương nhiên không có khả năng. Đầu sỏ gây lên trên cố nhiên là thánh linh giáo, nhưng đồng dạng đủ loại dấu hiệu cho thấy truyền linh tháp một thoáng một phát không khỏi liên quan sao? Mọi người đối với truyền linh tháp hận sớm đã khắc cốt minh tâm. Xử lý các học viện quật khởi ở trong quá trình, mỗi một lần đều là tại trong bị động phòng ngự, mỗi một lần đều là tại truyền linh tháp áp đuổi theo phía dưới dẫn dụ muốn sống. Mà bây giờ hết thấy đều ổn định lại rồi, bọn hắn đã đứng vững vàng gót chân. Tiếp theo thì báo thù thời gian muốn đã tới. Mạc Lam là mang theo tiếc nuối đi, mục đích của nàng cuối cùng không thể đạt đến. Trên thực tế, nàng trước khi tới liền có như vậy dự cảm. Đây là huyết hải thâm cứu, xử lý các học viện cùng với đường môn dù thế nào tha thứ độ lượng, loại này cửu hận thấu xương cũng không có khả năng liền như vậy được rồi. Nếu như không phải là vì đại lục ổn định, bọn hắn đã sớm triển khai hành động trả thù. Đường Vũ Lân thân là xử lý các học viện cùng với đường môn người cầm lái, hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì cùng với Mạc Lam quan hệ, liền lựa chọn không báo thù. Hắn vẫn còn chờ đợi tốt nhất cơ hội xuất hiện. Cơ hội này không phải đến từ ngoại giới, mà là cùng với bọn họ bản thân chật không thể phân. Bây giờ xử lý các học viện, cường hạn nhất địa phương là tương lai có thể tăng lên trên không gian. Có Đường Phổ Lân cái này thần tượng, vô luận là xử lý các thất quái hay vẫn là những cường giả khác đều có thể bị trang bị đến tận răng. Bởi vì cho dù là truyền linh tháp cũng không có khả năng tưởng tượng ra được hắn tại trong thiên rèn phương diện thiên phú cao bao nhiêu, có thể lấy nhiều tốc độ nhanh rèn thần cấp kim loại. Đương nhiên trừ xử lý các học viện cùng với đường môn chính thức thành viên trung tâm bên ngoài, có thể nói không có những người khác biết rõ Đường Phổ Lân tại trong rèn phương diện tốc độ. Ngoại giới hồn sư tính là tin tưởng hắn là có thể hoàn thành thiên rèn thần tượng, cũng chỉ sẽ căn cứ vào thần tượng chấn hóa cường thịnh thời điểm rèn tốc độ đến suy tính hắn rèn tốc độ. Thế nhưng mà cùng với thần tượng chấn hòa so với Đường Phổ Lân rèn tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Hắn tại đời đợi tất cả đồng bạn đã trở thành phong hào đấu la, cho bọn hắn để mặc bên trên một bộ tứ tự đấu khải ôm một khắc này, đến lúc kia báo thù thời cơ liền chính thức thành thục. Xưa nay các học viện cũng không chịu được lại một lần nữa đả thương nắng, cho nên tại không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, Đường Phổ Lân cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, bọn hắn khả năng một lát tìm không thấy thánh linh giáo, nhưng mà truyền linh tháp tuyệt đối chạy không được. Bởi vì Mạc Lam lúc rời đi, hắn chẳng qua là nói cho Mạc Lam, xử lý các học viện ít nhất ở trong tương lai, ở trong vòng nửa năm không có cái gì đại động tác, sẽ cho đại lục một cái nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Nhưng mà qua khoảng thời gian này, hắn liền không cách nào bảo đảm. Đường Phổ Lân đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành ra bên bản thân tứ tự đấu khải, thật sự là bởi vì rèn các loại này chính thức thần cấp kim loại đối với tinh lực của hắn, cùng với thể lực tiêu hao quá lớn, hắn ít nhất phải là một tuần thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Tại trò lúc này, hắn liền giúp trợ những người khác rèn ra tứ tự đấu khải
phải cần thiết kim loại, mà cái từ đạt đến cảnh giới kia về sau, Đường Phổ Lân đối với thiên giả lĩnh ngộ đạt đến một tầng khác. Tại Asen ở trong quá trình, hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tuy rằng tốc độ cũng không có tăng tốc, nhưng mà phẩm chất rõ ràng chiếm đường tăng lên. Cho nên hiện tại, mặc dù là đồng bạn lúc trước đã hoàn thành tứ tự đấu khải bộ kiến, hắn đều cầm về lại xa công thoáng một phát, kể từ đó có thể đem đấu khải uy năng để ca một tầng thứ. Đến với truyền linh tháp, thiên cổ Đông Phong sắc mặt nghiêm trọng mà ngồi tại chủ vị. Tại hắn ở bên trái dưới thủ vị đấy là thiên phượng đấu la lãnh giao thú, bên phải dưới chủ vị nhân như trước là ngân long đấu la cổ Nguyệt Na. Không sai, tại truyền linh tháp bên trong, cổ Nguyệt Na địa vị bây giờ đã không thua gì lãnh giao thú rồi. Kể từ thiên cổ Đông Phong xác định rằng năng cùng với cháu của mình quan hệ về sau, cuối cùng một điểm cảm giác cũng tiếp theo biến mất. Hắn lực bà chủ nghi đem nàng nhấc tới bây giờ vị trí. Mà cổ Nguyệt Na cũng bằng vào cường đại thực lực cùng với siêu nhân nhất đẳng trí tuệ, đem vạn thú đài tổ chức được hết sức tốt. Có thể nói mấy ngày này tới giờ, duy nhất để cho thiên cổ Đông Phong cảm thấy an ủi đấy chính là vạn thú đài bên này mang đến cách xù thu nhập. Chẳng qua là tính như vậy, vị này truyền linh thăm tháp chủ tâm tình như trước thật sự không tốt. Trừ lãnh giao thù cùng với cổ Nguyệt Na bên ngoài, ở đây đều là siêu cấp đấu la trở lên cấp độ cường giả. Bọn họ là truyền linh tháp chính thức cao tầng, cũng là truyền linh tháp đặt chân căn bản. Thiên cổ Đông Phong liền như vậy trầm mặc ngồi xuống, vài phút đồng hồ đều không có mở miệng. Mặc dù mọi người không biết lần này hội nghị chủ yếu nội dung là cái gì, nhưng không cần nghĩ đến có thể đoán được, hắn là cùng với sự lấy các học viện có quan hệ. Đường môn hai đại cực hạn đấu la mang theo Vĩnh Hằng Thiên Quốc đi vào trong truyền linh tháp tổng bộ uy hiếp truyền linh tháp một chuyến, tại truyền linh tháp cao tầng bên trong cũng không phải bí mật gì. Cái này tự nhiên là truyền linh tháp vô cùng nhục nhã. Từ chiến thần điện sau khi trở về, thiên cổ điện đình giận dữ, xử trí tổng bộ không ít người, có thể còn như vậy, cũng không cải biến ra được đã phát sinh sự thật. Quan trọng nhất chính là Vĩnh Hằng Thiên Quốc rơi tại đường môn trong tay, cái này như trước là treo ở trong truyền linh tháp, đỉnh đầu một thanh lợi kiếm. Dù sao ai cũng không biết cái đồ chơi này lúc nào sẽ hàng lâm, phải biết rằng uy lực của nó có thể so sánh với mặt khác hai quả thập nhị cấp định cho hồn bạo đạn pháo. Chung vào một chỗ đều muốn khủng bố, không lưu lạc ở nơi nào cũng sẽ để cho chỗ đó trở thành một mảnh phế tích. Liên tay rất thời gian gần một tháng bên trong, thiên cổ Đông Phong nhận được đến từ cao tầng hai mươi mấy phòng thỉnh cầu chuyển đi phòng thư. Những thứ khác không nói, ở đây liền có vượt quá 1/3 người có quà như vậy thỉnh cầu. Pháp không tránh chúng, vô luận thiên cổ Đông Phong dù thế nào cường thế, cũng không có khả năng nhắm vào trong truyền linh tháp tất cả cao tầng hạ lệnh. Cái kia chắc chắn đưa tới lộ bộ láo đống. Thiên cổ gia tộc mặc dù tại truyền linh tháp có rất cao địa vị, nhưng mà không cách nào một tay che trời. Cho nên ngày hôm nay, cái này hội nghị thiên cổ Đông Phong nhất trời mở ra. Nói một cách khác, truyền linh tháp lội bộ khó tránh khỏi nhân tâm di động, bao nhiêu vậy phiền toái liền lớn. Vĩnh Hằng Thiên Quốc bị đường môn lấy được, cái này kỳ thật không thể xem như trách nhiệm của hắn. Thế nhưng mà truyền linh tháp nội bộ không phải như vậy nhìn đấy, hiện tại đã có thật nhiều chất vấn âm thanh rồi. Dù sao, nhắm vào sử lệ khắc thánh, lần kia sự kiện chủ yếu nhất quyết sách chính là thiên cổ gia tộc. Hiện tại bị lật ra đến rồi, nếu không phải thiên cổ điện đính, thiên cổ Đông Phong hai đại cực hạng đúng là chấn nhiếp. Chỉ sợ những thứ này chất vấn âm thanh đã sớm hóa thân thành thực tế hành động. Tháp chủ, ngài đem tất cả đến gọi tới, đều cũng có chuyện gì vậy? Lãnh giao thủ ngồi không yên. Nàng tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng ở thời điểm này vẫn phải chủ động lấy ra. Nàng cùng với thiên cổ Đông Phong cũng không phải một phái đấy. Trên thực tế, nàng đại biểu chính là truyền linh tháp lợi bộ một cái khác thế lực. Chỉ có điều cùng với thiên cổ gia tộc so với yếu nhược ra rất nhiều. Thiên cổ Đông Phong nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, đoạn thời gian gần nhất này có thật nhiều tin đồn, sở hữu sự tình ta không biết mọi người đang lo lắng cái gì. Trên thực tế các ngươi muốn tâm ta động dạng có, các ngươi đơn giản chính là suy nghĩ, xử lý các học viện cùng với đường môn lúc nào chính thức đến báo thủ chúng ta. Lời vừa nói ra, toàn bộ ở trong phòng họp lập tức trở lên, tiếng kim rời cũng có thể nghe được. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trong thiên cổ Đông Phong trên người. Chẳng ai ngờ rằng thiên cổ Đông Phong sẽ như thế trực tiếp mà đem chuyện này nói ra. Thiên cổ Đông Phong đã trầm mắc thoáng một phát rồi nói, không sai, chúng ta cùng với xử lý các học viện đường môn ở giữa mâu thuẫn đã không thể hóa giải, chuyện này sớm muộn gì sẽ lên men, mà càng muộn đối với chúng ta càng bất lợi, các ngươi hẳn là cũng đều là cho rằng như vậy, đúng không? Lãnh giao thủ lông mày cau lại. Tháp chủ ngay đây là ở chỉ trích mọi người sao? Nội tâm của nàng đã sớm đối với thiên cổ Đông Phong rất bất mãn.
Thiên cổ Đông Phong lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tại chúng ta Đấu La Đại Lục, kể từ hồn đạo khí nhanh chóng phát triển đến nay, chúng ta liền không lại cân nhắc hồn thú đối thủ như vậy, cho nên nhân loại đối thủ chỉ có chính mình. Mà theo hồn đạo khí phát triển, hồn sư cá nhân thực lực đã không trọng yếu như vậy. Bằng không mà nói, kinh thiên đấu là sẽ không bị nổ chết. Lời vừa nói ra, lãnh giao thủ sắc mặt rõ ràng biến đổi, dưới mặt bàn nắm đấm không khỏi tiếp theo nắm chặt. Trong mắt của nàng hàn quang bắn ra, thiên cổ đồng phong đây là ở trong hơi miệng vết thương của nàng bên trên rút lùi xuống. Nội tâm của nàng lúc này càng tức càng giận hơn. Thiên cổ Đông Phong nhiều trước không có nhìn nàng, trong quả tiếp tục nói, cho nên trên thế giới này, cá nhân thực lực không phải tuyệt đối, chính thức cường đại chính là tập thể lực lượng, là khoa học kỹ thuật lực lượng, càng là kim tiền lực lượng, mà chúng ta Trở Linh Tháp có thể trở thành toàn bộ đại lục bên trên đệ nhất cại đại tổ chức. Cũng là bởi vì chúng ta có được thâm hậu lộ tính, cùng với thiên văn số tự giống như kim tiền. Nan Nhi, đến số liệu cho mọi người một chút đi. Vâng, tháp chủ. Tại thiên cổ Đông Phong phía trên phải chính là cổ Nguyệt Na ngồi thẳng thân thể, nhàn nhạt nói. Trước mắt vạn thú đài tổ chức tình huống tốt đẹp, vạn thú đài chỉ tiếp nhận kim tiền dùng bên ngoài, còn tiếp nhận kim tiền loại hiếm. Cái loại chân quý vật phẩm thành tựu trao đổi điều kiện tiến vào.